Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ đi tham quan vườn nha cả nhà. Vườn mít ha. Vườn mít và vườn dừa của mình nha cả nhà. Đây. Hôm nay mình đi tham quan ha. Đó. Cái này là mít Thái nha cả nhà. Mít Thái. Đó. Đây là cái này là vườn sim dứa là cả nhà. Vườn sim dứa ha. Vườn dứa này cũng nhanh có trái đó. Nó như năm mấy đó lại có trái, cây trái rất là nhiều ha. Mà rất là thơm dứa nha cả nhà. Nó rất là thơm dứa. Thơm dứa cực kỳ thơm dứa luôn cả nhà. Hôm nay mình đi tham quan vườn. Đó mít. Cái này là mít Thái nha. Mít Thái cả nhà ơi. Đi tham quan nha cả nhà. Còn đây là cây đu đủ cả nhà. Cây nhà lá vườn ha. Cây đu đủ trái cũng rất là nhiều. Trái rất là to nha. Trái rất là to. Tham quan cả nhà ơi. Còn cái này là nhãn. Nhãn nha cả nhà. Này có trái à. Đó. Trái nằm tuốt trên đó luôn. Này có trái à ha. Trái quá trời luôn. Đây. Giờ là mình vô vườn của mình nè cả nhà. Đó. Cái này là vườn dừa của mình ha. Vườn dừa. Cái này mình trồng được chắc được năm mà cả nhà. Mình trồng được năm rồi ha. Ở dưới có nước, ở dưới là hầm cá nha cả nhà. Còn bên kia là trồng bưởi ha. Cái này là cam. Cam nha cả nhà. Trời ơi, hai cái chú chó này thiệt ạ. Đó. Nó vô nó mừng. Nó mừng mình cả nhà. Đi không được luôn. Đây. Dừa. Vườn dừa mà có lan luôn nha cả nhà. Né ra. Nó mừng lắm. Bây giờ mình đi ra chuồng heo nha cả nhà. Đây. Bây giờ mình ra chuồng heo. Đây mình nấu tấm heo nè cả nhà. Mình nuôi heo sạch nha cả nhà. Đó. Mình đồng quê ha. Đó. Đây mình nấu tấm heo nè cả nhà. Nấu môn ha. Đó. Nấu môn. Nấu môn cho heo ăn cả nhà. Mình nấu tấm heo cho heo ăn. Bây giờ mình tham quan ha. Đây cái đây là hầm cá của mình. Cá rất là ngon nha. Tự cá ruộng rồi vô ở ha. Giờ mình thả thêm cá tra. Giờ mình vô chuồng heo ha. Hôm nay mình tham quan vườn. Đây, chuồng heo rừng của mình. Trời nắng chói cả nhà. Cái này là heo rừng nha cả nhà, mà nắng quá nó chói không thấy đường. Mình nấu tấm heo cho heo ăn không cả nhà. Thu hộ gì. Đó, cái này heo rừng nè cả nhà. Mình nuôi nay cũng gần cả năm mà nó có bình lớn. Đó, nó có bự cả nhà ơi. Đó. Ba chú lợn rừng. Cái này lợn rừng ha. Nghe nghe tiếng nó đòi ăn cả nhà. Lợn rừng ha. Mình nuôi heo sạch. Mình nấu tắm cho nè. Nuôi kiểu hồi xưa cả nhà. Đây, mình nuôi hai con heo trắng. Đó. Cũng nấu tắm heo ăn vậy cả nhà. Đó đang tắm vậy đó. Nấu vậy cho nè. Nó khỉa luôn hả? Rồi nó la kìa. Nghe tiếng nó đòi ăn. Đây là hai chú heo rừng. Đó. Chú heo cái và chú heo đực ha. Thôi bà ơi. Heo cái đó có chữa hả cái nhà? Có chữa hả? Nghe tiếng nó đòi ăn. Tham quan nha cả nhà. Đây, cái này là vườn lục bình nè cả nhà. Mình trồng lục bình đựng cho cá ở và lá vớt lục bình cho heo ăn ha. Đó. Cá ở dưới đó cả nhà. Và vớt lục bình cho heo ăn, mình khỏi đi cắt rau ha. Chưa nắng cho mình vớt lên cho nó ăn cả nhà.
nắng quá, bữa nay nắng quá nó chói cả nhà, gà nó nghe nó la nó sợ, gà nó nhát lắm, tại vì gà mình nuôi mình thả đó, quan giả nó nhát lắm. Khu vườn mình nó cũng nhỏ mà mình trồng dừa với mít nha cả nhà, dừa mít khóm đồ dưa bưởi ha, xài mình trồng cái ít nha cả nhà, cái bưởi đó trái rất là nhiều luôn cả nhà, mà nắng quá mình qua không được, cái bưởi trái nhiều lắm, trời để trái nhiều quá. Thấy mặt là la, thấy mặt là la, từ từ chưa có nấu xong mà còn nóng hổi ăn cái gì, mình bóp nó khoái lắm, làm miếng massage vậy đó. Cái này heo đực nha, nó cứng ngắc à, heo rừng nó ngắc à, nó khoái bóp lắm đó, làm như là massage vậy đó. Mình tiếp xúc với nó riết á, cái nó cũng thân thiện với mình lắm. Nó cứng ngắc là cả nhà nè, bóp không xuống luôn, cứng lắm. Heo này nuôi này chắc năm mấy à, mà nó cứng ngắc à, cứng ngắc là cả nhà. Mình tham quan lại một vòng nữa nha, đó tham quan mới có mấy giờ rồi mà nó đòi ăn ta, còn sớm mà đòi ăn gì ta. Mình tham quan vườn à, hu hộ vậy. Đây ba chú thấy ghét không, trời ơi đây nè, phải rào lại vậy nè cái nhà, chuồng cao mà phải rào lại vậy, nó phóng như chim, nó phóng dữ lắm luôn, nó bự gì mà nó phóng cái dèo, phóng cái dèo cả nhà, cho nên phải rào lại. Đi bắt. Ê. Đi bắt cá ruộng về nè cả nhà. Ê, không có ăn. Đi bắt, trời đi bắt từ sáng vậy. À, cá sông hả? Ờ, đi bắt dưới sông dưới suối nè. Đây đi bắt cá mới về. Cái này à. Suối hả? Cái này là cá suối. Đi bắt dưới suối mới về cả nhà. Cá bóng. Cá bóng với lại cá trắng. Cá bóng cá trắng, cá này cái gì ta, đi suối với sông, cái này là cá trắng nè, đã chưa, vô đây là ăn được một ngày khỏi tốn tiền mắm, trốn dịch trốn dịch à, trốn dịch đi ra ruộng bắt cá ăn, ra ruộng bắt cá ăn cả nhà, vô đây được một ngày ha. Bắt từ sáng giờ hả? Thằng nữa nhiều lắm bụng. Đây, đựng con cá chạch. Đi trà. Trà tro cho ra nhớt. Giờ làm cá nha. Bây giờ phải làm cá kho ăn thôi. Thượng cá nó ngóc đầu vậy ghê quá. Ôi, nó tỉnh vậy kìa. Cá nó tỉnh. Đây là bí gì? Giờ là bí.